Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về thế giới tận cùng phủ trùm nhân loại. Tại sao? Tại vì đồng hồ tận thế đang chuyển xoay tốc độ. Đồng hồ tận thế này coi như là giống như một cái trái đất, cái trục trái đất vậy đó các bạn. Chuyển xoay coi như là tốc độ luôn trong cái năm nay, là coi như mình rất là khổ. Tất cả những bài mà gọi là bài điển về nè, rồi xu giải bán khoai nè, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ để cho các bạn mà nhìn cũng như nghe là tự nhiên biết, là hiểu liền luôn á. Cái bài mà Tuyết Già sẽ chia sẻ, cái bài trước tiên là cái bài điển về á, là nói cho mình á, là giống như kỳ này là nó dữ dằn lắm nha các bạn, chứ không phải là nó bình thường. Tại vì có cái câu là trời xây đất chuyển miền lao ly, cảnh khổ trần ai đã đến kỳ, chúng sanh nào biết trong màu nhiệm, kẻ mất người còn kẻ loạn ly. Còn sư giải bán khoai thì nói rằng là Phật cho tôi biết việc đời, dân lĩnh Phật trời giải biểu thế gian, tội phước tôi thấy rõ ràng, gắn công tu niệm ở đời mà coi, sủ dần vốn thiệt hẳn hoi, cầu trời khẩn Phật sống coi lập đời. Cái này là của sư giải bán khoai nha các bạn, chứ không phải của mình dám nói cái câu này. Tại vì cái câu này là chỉ từ cái bậc giống như là những vị mà Phật, những vị sư, những vị gì mới dám thôi. Tại vì cái câu này nó có như vậy nè: Phật cho tôi biết việc đời, dân lệnh Phật trời dạy biểu thế gian. Là các bạn có biết rằng ngày xưa sư giải bán khoai á, là dân lệnh Phật trời để xuống trần này để dạy biểu thế gian. Là coi như là ông tại sao kêu là sư giải bán khoai, là ông chèo ghe đi bán khoai coi như là khắp thế gian luôn. Rồi ông đổ một cái đống khoai. Cái này là coi như là cái thời mà gọi là của mẹ của Tuyết Già chứng kiến luôn á các bạn. Đây là cái thời mà mẹ Tuyết Già kể rất là rõ ràng luôn. Tự vì ông đổ đống khoai ra đó, rồi mạnh ai nó mua, mạnh ai nó cân, mạnh ai nó lấy, ông rất là hiền lành đúng không các bạn. Rồi cái người mà mua đi về nhà là không có trả tiền, mà đi về nhà khi mà nấu khoai lên nó thành đá hết trơn rồi các bạn. Cái này là có sự thật luôn chứ không phải là trong truyền thuyết gì hết luôn á. Tại vì gia đình bên ngoại là ở miền Tây á các bạn, cho nên mẹ kể cái chuyện này hoài luôn đó. Hồi xưa thì kể cái chuyện này lúc mình còn rất là nhỏ, mà chuyện này hầu như ai cũng biết hết á. Rồi cái người nào mà trả tiền thì về nấu có khoai ăn đó các bạn, thấy không? Là coi như là dân lệnh Phật trời dạy biểu trần gian. Đã sư giải bán khoai đã đến trần gian, đã dạy cho chúng ta rằng là cái phải, cái sai, cái trái, rồi cái tội, cái phước để cho mình rồi. Mà tại vì cái này nó qua lâu quá rồi, cho nên trần gian dần dần nó quên. Rồi không có ai mà kiểu như là đã truyền lại hết đúng không các bạn? Rồi mẹ của Tuyết Già cũng không có nói rõ nữa. Bà chỉ nói là giống như hồi xưa có sư giải bán khoai vậy đó, rồi đổ ra, rồi ai mua khoai mà không trả tiền thì nấu thành đá. Rồi chỉ nói vậy thôi. Rồi các bạn thấy không, mình còn nhỏ mình đâu có biết gì, mà mình nghe câu chuyện này cái mình nói trời vui vui ha. Đó, giờ tới hồi mà lớn lên thì nghĩ lại phải mà mình giác ngộ trước, mình biết trước, mình tu sớm thì coi như cái đời mình nó đâu có khổ dữ vậy. Mà coi như là má của Tuyết Già cũng không có chịu mà nói là thôi con tu đi gì, không có nói. Tu là từ ba của Tuyết Già mà cũng như là đã học đạo, đã cũng như là kêu tu thôi. Nói còn má Tuyết Già thì cũng bình thường, cũng ăn chay trường mấy chục năm á các bạn. Bà sống 95 tuổi vẫn còn sống tới bây giờ đó các bạn. Đó, cho nên mà bà không có dạy về cái chữ tu gì hết, bà chỉ ăn chay trường thôi. Cho nên Tuyết Già học có biết, cũng nhờ ba mà dạy, cho nên bây giờ mới được vậy. Thì Tuyết Già được giống như là có cái sự hạnh phúc trên trần gian, mặc dù không có nhiều nhưng mà cũng được là chén cơm ăn nè,
rồi coi như là từ ngày tu tập tới giờ thì bệnh tật không có thấy, không biết từ đây sắp tới có bệnh hay không, làm sao mình chắc được các bạn. Nhưng mà thấy rằng là 60 tuổi rồi mà chưa có gan thận phổi tim gì hết, thì đây cũng là mình hả, cũng cảm ơn trời Phật rồi đúng không các bạn. Nó còn từ đây sắp tới mà nếu cái lực nhân quả tới thì mình phải chịu thôi, tự mình là người con Phật, mình đã hiểu coi như cái luật nhân quả, hiểu giáo pháp của Phật truyền rồi thì mình không có trách ai, không có được trách Phật trời. Nó dân lệnh Phật trời dạy biểu thế gian, nó sư dạy bán khoai dạy cho mình như vậy để gắn công mà tu niệm ở đời mà coi. Thì sư dạy bán khoai á nói với mình phải gắn cái công mà gọi là tu niệm mới được ở đời. Còn nếu như mình không có gắn công tu niệm thì sao? Thì coi như là mình không có được ở lại cái trần gian này, là mình đâu có coi được cái đời. Cái đời bây giờ nó rất là lạ, các bạn thấy không? Tin tức nóng hổi luôn, toàn là những chuyện ly kỳ không à, những chuyện mà mình không có nghĩ ra. Thời bình mà lại có những cái chuyện mà gọi là hả, tan thương nát thịt khổ đau, các bạn thấy không? Nó rất là lạ kỳ luôn. Sủ dần vốn thiệt hẳn hoi. Cái năm sủ với năm dần này, hai năm liên tục coi như là trần gian mà coi như là sự hẳn hoi luôn, là rõ ràng cho mình thấy rồi. Mà vậy bây giờ nếu ai mà còn chần chờ nữa thì cái này là Tuyết Già nói thật với các bạn là chịu thua luôn á. Giống như giờ mà nói hả, tu được cái gì, hoặc là nói rằng là hả, tu có hết khổ không hay gì, thì cái này là hả, cái này là coi như không dám nói gì hết luôn á. Thì cũng mong cho các bạn giác ngộ sớm sớm thôi. Đây là những cái lời sư giải bán khoai mà đã hả truyền lại cho mình rất là lâu rồi. Nó cầu trời khẩn Phật, sống coi lập đời. Mình sống ở đây là mình phải cầu trời khẩn Phật. Mà hả, cầu trời khẩn Phật là như thế nào? Không phải là tự nhiên mình chắp tay lại mình nói là cầu xin Phật trời cho con được sống. Hồi đó hồi xưa Tuyết Già cũng vậy, không có biết các bạn ơi, không có biết tu gì hết, cứ nghĩ là cầu nguyện như nè, cầu cho con Phật trời được sức khỏe, cầu cho con cầu Phật trời cho con được sống hay gì. Mà bây giờ khi mình biết rõ rồi thì cái câu này chính là cái câu là mình phải tu nhân tích phước, mình có cái phước thì coi như là mình cầu thì coi như là mình mới có được cái sự màu nhiệm. Còn nếu như là mình cầu hoài cũng không có được cái sự màu nhiệm, mà cái nghiệp chướng nó cứ đi tới hoài, tại vì cái phước mình nó thiếu. Đó là Tuyết Già học biết nhiêu thì chia sẻ nhiêu thôi. Thì cái này nói chung là hả, mấy anh mấy chị mình á là ai cũng biết hết rồi. Đây là Tuyết Già chia sẻ cho những bạn còn trẻ, giống như là những bạn còn bận rộn, cái thời gian còn đi làm việc, rồi nhiều khi không có được mà cái sự mà học tập hay là tu tập gì đó, đúng không các bạn? Rồi mai duyên á, coi như là gặp được cái sự chia sẻ và coi như giáo pháp mà Tuyết Già học từ sư dạy bán khoai, học từ Đức Phật, học tất cả những điển ơn trên về để chia sẻ lại cho các bạn thôi, chứ không phải là Tuyết Già là người như thế này thế kia gì hết á. Tại vì lòng Tuyết Già mong mỏi rằng tất cả hả các bạn ai cũng được hạnh phúc hết. Tại vì bây giờ các bạn biết không, rất nhiều người còn thiếu nợ, thiếu nần, còn hả không có được chén cơm ăn, rồi còn chồng đánh, chồng đập, hành hạ đủ kiểu hết, rồi coi như là hả vợ đau, vợ bệnh, ung thư, rồi tất cả những gì trên trần gian nó đi vào những cái cảnh mà gọi là hả đau khổ, và cái miền lao lý nó đáo lại hoài. Cho nên Tuyết Già chia sẻ để mong mỏi rằng các bạn giác ngộ, để các bạn giống như là hả tu tập nhanh chóng đi. Tại vì cái thời này á là mình tu rất là coi như là hả màu nhiệm. Tại sao cái thời này tu màu nhiệm? Là cái lý do này ai cũng biết hết, đại ân xá cho tất cả chúng ta. Nói cho nên khi chúng ta tu rồi đó là chúng ta được coi như là hả xóa cái tội cũ, mà chúng ta được cộng cái phước mới. Tại sao chúng ta được cộng cái phước mới? Là tại vì cái thời đại ân xá này rất khó tu, cái kỳ ba này rất là khó tu, cho nên hả người tu coi như là hả được phước rất là nhiều. Tại sao khó tu? Các bạn thấy tu sao mà dễ được? Bây giờ tu là mình phải nhiếp tâm nè, mình không có được ăn thịt nè, rồi hả mà ngoài kia thì nó bán thịt rất là nhiều, rồi mình cũng không có được uống bia nhậu nhẹt nè, mình không có được chửi thề nè, rồi mình không có được xài nhiều nữa. Đó, mình làm tiền mình phải hả tích cóp dành dụm lại để trả hiếu cho cha mẹ.
cái đồng tiền mình dư á, là mình không dám xài, rồi mình hả lo cho cha cho mẹ ông bà tổ tiên đó các bạn thấy không. Mà bây giờ hả giống như hàng thì hàng hiệu mà mình hả càng lan á, cũng như là chỗ nào cũng có bán hết nó, mà với cái khả năng nhiều khi mình cũng có thể mua được. Tiết già hồi xưa cũng mua, cũng được bóp được tất cả những gì đó các bạn, tới giờ vẫn còn nguyên đó. Nó từ ngày biết tu tới giờ là không có mua một cái gì mà gọi là mắc hết, cũng như là quần áo cũng vậy, tất cả những gì cái gì rẻ mua. Cho nên các bạn thông cảm giùm Tiết già, nhiều khi cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, cái màu tùm lum hết trơn á, thì các bạn nhìn vô các bạn biết rồi, màu nào mà nó càng sặc sỡ là nó bán ế đó các bạn, nó bán ế xong rồi cái lúc mà nó ế lại đó thì nó bán còn có 200-300 tiền Nhật hà, thì nó khoảng vài chục ngàn tiền Việt, nó rất là rẻ. Mà cái áo thí dụ như mấy chục đô thì hả giống như là tới mấy trăm ngàn tiền Việt thì Tiết già không có mua. Cho nên hả màu gì cũng được, miễn sạch sẽ là Tiết già mặc thôi. Màu xanh, có khi màu đỏ, màu hồng, màu tím tùm lum hết trơn á, tại vì mình nghĩ mình tu rồi thì giờ thôi kệ, cái nào rẻ mình mặc cho nó chắc là được rồi đó. Các bạn thông cảm cái vấn đề màu mè nha các bạn, chứ không phải mình màu cái đầu bạc trắng mà nhiều khi mà mình màu mè gì thấy nó cũng hả nó cũng không có hợp lắm đó các bạn. Nói Tiết già hả chia sẻ và mong mỏi tất cả các bạn ai cũng hả giống như là cũng như biết được cái đồng hồ tận thế đang xoay chuyển mà cái tốc độ nhanh như vậy, thì mình tu nhanh nó mới kịp theo cái đồng hồ mà xoay chuyển tốc độ. Chứ ngủ đêm sáng ngày là cái sự khác hẳn luôn á. Nói thật á, là Tiết già hả ngủ là vừa sáng mà giật mình thức dậy là chụp liền là coi thử cái tin tức coi cái bắt đầu đã tới đâu rồi, lo lắng đến mức độ gì đó các bạn. Tất cả những gì bây giờ coi như nó khổ đau trên trần gian rất là nhiều. Cho nên cái sự mong mỏi và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng tu hành tinh tấn nè, là được hạnh phúc nè, được coi như là hả mở rộng lòng từ bi mà hưởng hạnh phúc trên trần gian. Video Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.